Vài là hội chứng thận hư, hai là bệnh thận mãn tính và các phương pháp điều trị. Còn cái bài mà tổn thương gì đấy kẽ thận ấy thì là thầy tuyển sẽ nói vào buổi sau nhé. Hôm nay học hai bài thận hư và bài bệnh thận mãn. Thì Vâng ạ. cái bài thứ nhất là cái bài thận hư nhé. Thế thì cái hội chứng thận hư thì các anh chị đã biết đấy là một cái hội chứng mà chúng ta hay tiếng Anh ấy thì nó là nephrotic syndrome. Thì tôi sẽ đi từ đầu. Đây là cái mục tiêu học tập thì chúng ta cũng nắm được các cái mục tiêu như là chẩn đoán biến chứng rồi là chẩn đoán bệnh và trình bày được cái điều trị dựa vào các cái thể lâm sàng và dựa trên các hướng với điều trị. Đấy, chúng ta sẽ có những phần về định nghĩa và triệu chứng, chẩn đoán xác định, chẩn đoán biến chứng, điều trị và các cái thể lâm sàng, một số các cái thể lâm sàng hay gặp ở trên thực tế. Chúng ta thấy là cái hội chứng thận hư là một cái hội chứng mà gặp rất là nhiều ở những người lớn và cái tỷ lệ thì người ta nói khoảng là 3 phần nghìn. Và chúng ta thấy là khoảng 80% các cái hội chứng thận hư ở người lớn là nó có tính chất vô căn. Trong đó thì có tới 30 đến 35% là cái tổn thương bệnh thận màng và các cái xơ hóa ở cục bộ. Cái bệnh mà thay đổi tối thiểu hay là nằm ở trong cơ thể bệnh IGA ấy, thì nó chiếm khoảng 15%. Tức là bệnh thận thay đổi tối thiểu và bệnh thận IGA thì khoảng 15% và sau những cái bệnh lý khác thì nó chiếm khoảng 10%. Thế về tôi nhắc lại một chút về cơ chế bệnh sinh vì thực ra là chúng ta cũng đều nắm được hết rồi. Hội chứng thận hư thì nó rất là phổ biến. Thế thì đây là một cái nó có thể là nguyên phát nhưng mà nó cũng vẫn là gọi là nguyên phát nhưng mà nó là cái tổn thương tại tại thận hẳn hoi. Đó là những cái tổn thương về cầu thận. Thế tùy theo những cái thể thì nó có những cái thể mà nó chỉ cái thay đổi cái chân lồi của màng đáy cầu thận mà thôi. Đấy, có những thể thì nó lại tổn thương rõ của cái cầu thận và do đó thì nó thoát cái albumin ra nước tiểu với một cái số lượng lớn dẫn tới cái tình trạng giảm albumin máu và từ đó thì dẫn tới những cái rối loạn về lipid máu thay đổi về các cái lipid máu như là tăng cholesterol, tăng triglyceride và nó làm tăng cái dự trữ hay những tổng hợp tại gan của các cái lipoprotein. Đấy, gây ra tăng các lipoprotein và rối loạn những cái thành phần mỡ máu và hậu quả cuối cùng của cái tình trạng giảm albumin này nó là phù do rỗng muối và nước ở khu vực ngoài tế bào. Thế thì chẩn đoán hội chứng thận hư thì chúng ta theo các cái tiêu chuẩn thứ nhất là có phù đúng không ạ, thứ hai là có protein niệu, thứ ba là có vô tít máu albumin nó giảm, thứ tư là có cái rối loạn về mỡ máu tăng cholesterol triglyceride, thứ năm là có thể là có các trụ mỡ và thể mỡ lẫn chít trong nước tiểu. Thì về cái dấu hiệu phù thì chúng ta cũng thấy rằng là nó rất là đa dạng, không phải hội chứng thận hư nào nó cũng giống nhau. Tuy nhiên là cái đặc trưng chính của cái phù này thường là nó sẽ phù nhiều, tăng nhanh, tăng cân rất là nhanh, có thể là trong vòng vài ngày đến một tuần tăng đến chục cân, 10 cân, 10, 15 cân hay là 6-7 cân thì nó cũng là một cái nét khá đặc trưng của cái hội chứng thận hư. Tuy nhiên là có những cái bệnh nhân là có hội chứng thận hư tuy nhiên người ta cũng không phù nhiều. Đấy là cơ địa của từng người bệnh một. Cái dấu hiệu protein niệu trên 3,5 gram trên 24 giờ thì chắc chắn là phải có rồi đúng không ạ? Vì chúng ta thấy như là cái cơ chế bệnh sinh là nó sẽ thoát cái protein ra nước tiểu. Tiếp theo đó là cái tiêu chuẩn protein máu dưới 60 gram và albumin máu dưới 30 gram là bao giờ cũng phải có. Hai cái tiêu chuẩn tiếp theo là mỡ máu và trụ mỡ thì có thể có không. Thì trong đó nếu mà chẩn đoán xác định hội chứng thận hư, đấy là cái tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 là bắt buộc. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng khác, phù nó đi kèm theo cái dấu hiệu là tiểu ít, đúng không ạ? Số lượng nước tiểu giảm vì do cái hiện tượng giữ muối và nước ở ngoài tế bào cho nên là cái đào thải nước tiểu nó ít đi và làm số lượng nước tiểu giảm. Bệnh nhân thông thường là bệnh nhân có thiểu niệu, hiếm khi mà có đến mức vô niệu. Đấy, tuy nhiên là một số trường hợp đặc biệt
nếu mà đã có vú niệu ở những cái hội chứng thận hư này, thông thường nó sẽ có những cái biến chứng khác kèm theo, ví dụ như là có thể là có tổn thương thận cấp, suy thận cấp kèm theo rất hay có. Bệnh nhân cũng có thể là có cái tăng huyết áp. Ở những cái bệnh nhân mà hội chứng thận hư thì người ta nói nhiều là có thể cơ chế là ngoài cái giảm potassium, giảm albumin, và sau đấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới tình trạng huyết áp, thì nó lại còn gây ra cái tình trạng tăng huyết áp là do giữ muối và nước. Đấy, thì nó một số cái cơ chế, thì đây là những cái giả thuyết mà có thể có ở những cái bệnh nhân như thế này. Tiếp theo là bệnh nhân có thể có những triệu chứng của những cái tình trạng là rối loạn điện dài. Một số bệnh nhân thì có cái hạ canxi, hạ kali đi kèm một số dấu hiệu. Thế những cái trường hợp khác như là hạ natri máu thì thường là những cái trường hợp này nó ra pha lãng máu và cái hạ natri máu. Tuy nhiên là một số trường hợp thì có thể gây ra là phù não do hạ natri quá thì cũng gặp, nhưng mà những cái bệnh nhân như vậy thì với triệu chứng như vậy là cũng rất hiếm ở những cái bệnh nhân hội chứng thận hư. Thế thì để chẩn đoán nguyên nhân thì bao giờ chúng ta cũng xác định đây là một cái hội chứng thận hư nguyên phát hay là thứ phát. Thế thì nếu mà hội chứng thận hư nguyên phát thì đấy là cái tổn thương cầu thận, nó là đơn độc thôi và rõ ràng là nó có tổn thương cầu thận rồi. Thế còn hội chứng thận hư thứ phát thì nó sẽ xuất hiện sau một cái bệnh lý toàn thân hoặc bệnh lý hệ thống khác. Và việc chẩn đoán hội chứng thận hư nguyên phát thì nó dựa vào việc của chúng ta phải loại trừ các cái nguyên nhân thứ phát khác, nguyên nhân bệnh kèm theo. Bởi vì đôi khi là kể cả có sinh thiết thận thì những cái tổn thương về mô bệnh học nó cũng sẽ có những cái mà trùng lặp nhau, nếu mà kể cả hội chứng thận hư nguyên phát và thứ phát. Thế thì để chẩn đoán nguyên nhân thì chúng ta thấy là hội chứng thận hư nguyên phát thì có rất là nhiều thể, như thay đổi túi tiểu, bệnh cầu thận màng sơ hóa cục bộ, bệnh cầu thận màng tăng sinh, bệnh cầu thận màng tăng sinh gian mạch và tăng sinh ngoại mạch, thì là những cái thể mà chúng ta hay gặp trên lâm sàng sẽ là thay đổi túi tiểu, màng sơ hóa cục bộ, màng tăng sinh. Còn những cái viêm cầu thận màng tăng sinh gian mạch và ngoại mạch thì nó cũng có gặp. Và tuy nhiên là nó sẽ, nếu như mà những cái tổn thương nặng ý mà gặp thì nó hay nằm ở trong cái tình trạng của một cái tổn thương cầu thận tiến triển nhanh. Đấy, ví dụ như thế. Và hội chứng thận hư thứ phát thì sau một số lý do như là bệnh lý di truyền, bệnh lý chuyển hóa, bệnh lý tự miễn, bệnh ác tính, các cái bệnh nhiễm trùng, bệnh nhân có thể dùng thuốc, độc tố, có thai. Và ở những hội chứng thận hư thứ phát sau những trường hợp thải ghép ở những cái bệnh nhân mà đã có ghép tạng, ghép thận. Thế thì chúng ta thấy là, để nói cụ thể ra thì chúng ta thấy là có thể là một số nguyên nhân hội chứng thận hư thứ phát nó liên quan tới chuyển hóa, như là bệnh đái tháo đường chẳng hạn, hoặc là bệnh nhiễm bột. Thứ hai là các bệnh lý tự miễn thì là những ví dụ như là Sulaynoc, như là viêm xuất huyết giảm tiểu cầu, đúng không ạ? Viêm rồi là viêm mạch, những cái viêm mạch là có thể là những cái vi mạch nhỏ mà chúng ta có những cái hội chứng viêm mạch ANCA và PNK, CNK dương tính cũng có thể có hội chứng thận hư. Rồi là hội chứng gút bát trơ, tức là hội chứng phổi thận. Rồi là những bệnh nhân mà có cryoglobulin huyết. Cryoglobulin huyết thì thường nó sẽ ở trong những cái nhiễm viêm gan C hay gặp. Bệnh ác tính thì có thể là có bệnh nhân bị đau tủy xương, kale, hay là sau những cái lymphom, những cái bạch cầu cấp, rồi ung thư phổi, ung thư đường tiêu hóa. Ở những cái nhiễm trùng, nhiễm virus thì có thể là viêm gan B và C. Bệnh nhân sau khi mà xuất hiện lao, giang mai, sốt rét, sán máng. Liên quan đến thuốc thì có thể những cái thuốc chống viêm giảm đau non steroid, hay là người ta đề cập đến những chế men chuyển là cái nhóm captopril có thể gây ra hội chứng thận hư. Hoặc là cái thuốc như là d-penicillamine hay là ma túy heroin, muối vàng. Về mặt di truyền thì trong cái hội chứng ANPO và hội chứng thận hư bẩm sinh, hội chứng thận hư bẩm sinh thì người ta đề cập nhiều đến cái yếu tố về gen,
rất là nhiều yếu tố về gen. Thì những cái nguyên nhân khác có thể là các cái tăng huyết áp ác tính, ong đốt. Cô ký thì đưa cô ký. Chẩn đoán phân biệt với một số bệnh có vô tín hiệu. Chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với một số bệnh có vô tín hiệu như là cái tổn thương cầu thận mạng đơn thuần với vô tín hiệu từ 2 đến 3 gram trên 24 giờ hoặc là những trường hợp ấy thì cái protein máu và albumin máu thì là cao. Với các bệnh lý đa ưu thủy xương thì như chúng ta thấy lúc nãy thì chúng ta phải phân biệt là nó có phải là hội chứng thận hư gây ra hội chứng thận hư không hay là chỉ là cái bệnh đa ưu thủy xương thông thường, thì chúng ta xem là có cái bất thường về huyết thủy đồ hay không. Đấy, và có cái protein niệu người ta gọi là protein niệu Best Zone hay không. Phân biệt với cái trường hợp protein niệu như là tổn thương thận do tăng huyết áp, nhiễm độc thay ngén vân vân, suy tim và protein niệu lành tính, thì đây là những cái mà tôi cũng chỉ nhắc lại thôi. Chẩn đoán phân biệt với các bệnh có phù và giảm albumin máu như xơ gan, suy dinh dưỡng là chúng ta rất hay gặp ở trên lâm sàng, đặc biệt là cái xơ gan, đúng không ạ? Xơ gan trên lâm sàng chúng ta rất hay gặp. Bởi vì người bệnh cũng có phù, cũng có cổ trướng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lưu ý là những trường hợp ý albumin máu thì rất là thấp, nhưng mà protein niệu cũng thấp và thường nó ít khi trên 3,5 gram, đúng không ạ? Một số trường hợp thì có thể phối hợp giữa cả bệnh lý của viêm gan, xơ gan gây ra biến chứng hội chứng thận hư, hoặc là phối hợp giữa cái tổn thương cầu thận của hội chứng thận hư với cái xơ gan, thì đấy là những cái mà sau này chúng ta sẽ phải phân biệt rất là kỹ. Chẩn đoán biến chứng thì chúng ta thấy là các cái nhóm biến chứng hay gặp của các bệnh nhân hội chứng thận hư là huyết khối tắc mạch, thì chúng ta thấy là cái huyết khối tĩnh mạch sâu của chi dưới nó chiếm khoảng 1,5 đến 8%, với tắc tĩnh mạch thận là khoảng 0,5%. Và chúng ta đều có thể gặp tất cả các mạch máu, các động mạch ở tĩnh mạch ở tất cả các vị trí, như là động mạch ở vùng bụng chẳng hạn, tay chân hoặc là não. Chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân mà gia chuyển từ khoa thần kinh sang bởi vì bệnh nhân có một cái nhồi máu não và cuối cùng lại phát hiện ra hội chứng thận hư, đúng không ạ? Bây giờ là tắc mạch phổi, chúng tôi cũng đã gặp rồi vài trường hợp bị tắc mạch phổi, không tắc mạch nơi khác mà chỉ tắc mạch phổi thôi. Đấy, và viện vì những cái khó thở dữ dội, ho máu chẳng hạn, là hô hấp không vào thận, sau đấy thì lại phát hiện ra hội chứng thận hư. Thế và người ta thấy rằng là những cái bệnh cầu thận màng, bệnh nhân có viêm cầu thận màng mà gây hội chứng thận hư ấy, thì cái tỷ lệ tắc mạch cao hơn các nhóm khác. Và riêng cái nhóm này cái tỷ lệ nó khoảng 7%. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái cơ chế mà gây tắc mạch thì nó rất là đa dạng. Nó có thể là mất các anti của cái các cái protein S, antiprotrombin 3 qua nước tiểu, hoặc là bệnh nhân nằm ở trong bệnh cảnh của hội chứng antiphospholipid, thì chúng ta thấy là kể cả những yếu tố gen, yếu tố viêm, dùng thuốc hay là những cái đặt cái catheter tĩnh mạch trung tâm, rồi là những cái liên quan với mất protein, mất protein qua nước tiểu, hoặc là thay đổi những cái tổng hợp của protein, thì đều có thể gây góp phần vào cái cơ chế gây tắc mạch của những cái bệnh nhân hội chứng thận hư. Biến chứng thứ hai là cái suy thận cấp, thì chúng ta phải chẩn đoán phân biệt những cái tổn thương thận cấp ở trong hội chứng thận hư với cái biến chứng của hội chứng thận hư. Ví dụ như là những cái hoại tử thận cấp do suy thể tích tuần hoàn, nhiễm trùng huyết, hoặc là những cái việc điều trị thuốc hay là phản ứng huyết động với các thuốc chống viêm non steroid, thuốc chế men chuyển, thuốc chế thụ thể. Đấy. Thế thì hoặc những cái phù nội sọ hay là suy thận cấp, chức thận giảm thể tích, huyết khối tĩnh mạch thận và những cái biến đổi của bệnh cầu thận tiềm ẩn khác như là tổn thương cầu thận hình liềm. Thế thì nếu mà cái suy thận cấp mà đơn thuần của chứng thận hư thì thông thường nó sẽ liên quan tới gì ạ? Tới cái việc mà giảm thể tích tuần hoàn, tức là giảm protein máu, giảm albumin, đúng không ạ?
và giảm thể tích tuần hoàn là giảm cái thể tích máu tới ung thận, nó sẽ gây ra suy thận cấp. Đây là một cái cơ chế mà gây ra suy thận cấp, thì nó chúng ta thấy rằng là rõ ràng nó đây là một cái cơ chế cơ bản. Thứ nhất là người ta thấy rằng là nó có thể là giảm cái thể tích tuần hoàn, là dẫn tới các cái tổn thương của mạch máu và tổn thương ống ống kẽ thận. Đấy. Đây là những cơ chế riêng của một cái bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu. Đấy, tôi cũng đưa ra đây để chúng ta thấy là bệnh cầu thận thay đổi tối thiểu hay bất kỳ một cái bệnh tổn thương cầu thận nào thì đều cũng có thể gây suy thận cấp ở những bệnh nhân chứng thận hư do những cơ chế như thế này. Thì thứ nhất là do cái thiếu cái do giảm mức lọc cầu thận. Thứ hai là do co thắt của các cái tế bào của ống kẽ thận gây tổn thương. Tiếp theo là những cái thuốc sử dụng như là lợi tiểu có thể gây. Đấy, những cái yếu tố khác phối hợp thêm vào làm cho giảm thể tích tuần hoàn như là đi ỉa lỏng này, tiêu chảy, nôn, hoặc là chúng ta sử dụng thêm những cái thuốc kháng sinh chống viêm giảm đau steroid, chế men chuyển, chế chạy thụ thể, đúng không ạ? Thế rồi là những cái thuốc mà cản quang, lithium, hay là những cái trường hợp mà nhiễm trùng nhiễm độc trong những viêm phúc mạc, viêm mô tế bào và những cái thuốc mà gây ngộ độc, thì nó có thể, nó có rất là nhiều con đường nó tổn thương lên cái ống kẽ thận, đúng không ạ? Gây ngộ độc ống kẽ thận. Thế và cái đấy, đây người ta mô tả những cái tổn thương của cái ống thận bị teo và hoại tử, cũng như là sợ phù các khoảng kẽ và tăng sinh và phù các khoảng kẽ. Đây là những cái cơ chế chính mà có thể gây ra các cái tổn thương thận cấp ở một cái bệnh nhân hội chứng thận hư. Biến chứng tiếp theo đấy là biến chứng về nhiễm khuẩn. Thì chúng ta thấy rằng là nhiễm khuẩn, người ta nói rằng là có thể chiếm tới 20% các cái bệnh nhân mà có chứng thận hư, thì nó có thể có những cái dạng như là viêm phúc mạc, viêm mô tế bào, viêm cơ, viêm phổi, lao phổi, những khuẩn tiết niệu và những khuẩn tiêu hóa. Thì viêm phúc mạc thì chúng ta thấy hay là có những cái trường hợp mà viêm phúc mạc vô khuẩn mà chúng ta cũng hay gặp đấy, thì nó lại rất hay gặp do Staphylococcus hoặc là Staphylococcus, đúng không ạ? Thế và người ta nghĩ rằng là cái nhiễm khuẩn là do giảm các immunoglobulin và suy giảm chức năng các tế bào T, và cái giảm protein máu hay là tất cả những cái yếu tố khác ở bệnh nhân hội chứng thận hư, nó làm giảm cái tác dụng diệt khuẩn của bạch cầu, kèm theo cái việc chúng ta điều trị bằng thuốc chế miễn dịch, hay là một cái giả thuyết nữa là giảm thể tích tế máu rách do giảm thể tích tuần hoàn, đúng không? Vì vậy là nó không có cái cơ chế bảo vệ của lách, hoặc là mất qua nước tiểu các cái yếu tố beta, yếu tố B lớn ấy, yếu tố B là yếu tố này lại có vai trò trong phá vỡ cái vỏ bọc của vi khuẩn. Đấy, vì vậy là nó bị mất qua nước tiểu cùng với cả mất protein máu, mất đi protein niệu cùng với nước tiểu, thì nó sẽ mất cái yếu tố B. Thì những nhiễm virus thì nó cũng gần giống như vậy. Đề nghị bạn nào không nói thì tắt mic hộ cô nhá, không là rất là ồn. Thế rồi. Các bạn tắt mic hộ đi. Các bạn kiểm tra lại mic và tắt mic hộ cô đi. Thứ tư là biến chứng suy dinh dưỡng. Rõ ràng là những cái bệnh nhân mà mất protein rồi là albumin máu giảm thì bệnh nhân có thể có nguy cơ suy dinh dưỡng. Thiếu máu cũng như vậy, đúng không ạ? Vì là cái albumin, protein nó lại những cái để gắn sắt, đúng không ạ? Và vận chuyển để tạo hồng cầu. Hạ canxi. Đấy, hạ canxi thì thông thường nó liên quan đến việc dùng, mình có thể một là dùng lợi tiểu, hai là chúng ta dùng những chế miễn dịch. Các rối loạn điện giải như tôi vừa nói là có thể hạ natri, có thể hạ canxi, có thể hạ kali. Thì nó cũng đa phần là liên quan tới cái phần việc điều trị của chúng ta. Đấy, chúng ta dùng lợi tiểu như thế nào, có phù hợp hay không, chúng ta sử dụng các thuốc corticoid hay ức chế miễn dịch khác, nó có thể gây ra những cái rối loạn điện giải.
Bệnh nhân có thể có suy thận mạn ở trong những trường hợp mà hội chứng thận hư không được điều trị theo dõi đầy đủ, hay là những cái thể mà đáp ứng rất là kém, nó chuyển biến thành suy thận mạn, thì đây là trở thành những cái tổn thương cầu thận mạn tính và suy thận mạn. Và cái cuối cùng là những cái biến chứng của cái việc chúng ta điều trị. Thế thì cái chẩn đoán cái thể giải phẫu ấy, thì nó sẽ, người ta sẽ dựa vào và sinh thiết thận đấy. Các thể giải phẫu bệnh thì chúng ta dựa vào sinh thiết, và thường người ta sẽ hay chỉ định cho tất cả những cái trường hợp hội chứng thận hư thì đều có thể chỉ định sinh thiết thận được. Hoặc một số những trường hợp mà chúng ta thấy là không thể sinh thiết thận hàng loạt được ở những bệnh nhân hội chứng thận hư, thì chúng ta chỉ định cho những bệnh nhân mà hội chứng thận hư bị phụ thuộc kháng corticoid và tái phát nhiều lần, hay là bệnh nhân có hồng cầu niệu nhiều và dai dẳng, thì người ta có thể nghĩ tới là cô đang giảng bài. Hoặc những trường hợp mà kèm theo những cái giảm bổ thể hay suy thận tiến triển nhanh, thì thường là những cái trường hợp này người ta hay nghĩ tới những cái hội chứng thận hư thứ phát, và người ta có chỉ định sinh thiết. Chống chỉ định ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có một thận duy nhất, bệnh nhân có thận dị dạng, thận có sỏi, thận có nang, thận teo, sơ hóa, rối loạn đông máu, và bệnh nhân không hợp tác nhiễm trùng da vùng sinh thiết, thì chúng ta không sinh thiết. Còn nói chung là tất cả các trường hợp hội chứng thận hư đều có chỉ định, trừ những trường hợp mà chúng ta có cái chống chỉ định mà chúng ta không thể làm được, đúng không ạ? Cái đặc biệt là những cái hội chứng thận hư mà nguyên phát mà nặng, hoặc là những cái hội chứng mà thận hư thứ phát, ví dụ như là bệnh lupus ban đầu hệ thống rồi suy nấc vân vân, thì chúng ta sẽ chỉ định sinh thiết xem là những cái gì, cái bệnh lý gì. Thế thì đây là một cái cầu thận thông thường, thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái vùng này, cái vùng vỏ thận, đúng không ạ? Trong đó có cả những cái khoang bao man này, rồi là những cái khoang gian mạch, thực tế nói về giải phẫu bệnh thì nó cũng rất là, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy rất là mơ hồ, bởi vì những người mà người ta làm sâu thì người ta mới thể hiểu được hình ảnh, người ta đọc cho mình thì mình chỉ biết là nó có những cái tổn thương như vậy. Thì đây chúng ta cũng nắm được thêm về cái giải phẫu bệnh để chúng ta biết nó ở vị trí nào. Ví dụ như là đây cái động mạch đi ra, đây là động mạch đến chẳng hạn, đây là khoang mạch máu của một cái cầu thận chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ biết. Và đặc biệt chỗ này là cái tế bào mà thì podocyte, đây là tế bào chân lồi. Nếu như những cái tế bào này nó mất cái tế bào chân lồi này, đúng không ạ? Mất các tế bào chân lồi này, đây là một tế bào chân lồi, đây là tế bào chân lồi, đúng không ạ? Đây là tế bào chân lồi. Thế thì có những cái thể tổn thương cầu thận tối thiểu là nó chỉ mất những cái tế bào chân lồi này đi. Đấy. Và còn toàn bộ cái cầu thận nó vẫn còn nguyên vẹn như chúng ta thấy. Thế và những cái khác thì nó có thể là sẽ tổn thương nặng hơn. Thế đây thì là một cái cầu thận bình thường mà dưới cái kính hiển vi của chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy rằng là những cái tế bào chân lồi của chúng ta rất nhiều. Đây tế bào chân lồi ạ. Đấy, đây mà gọi là lồi lên thì chúng ta gọi là tế bào chân lồi. Đây là cái khoang gian mạch của cầu thận, đúng không ạ? Rồi là những cái, thế thì cái hội chứng thận hư mà gọi là thay đổi tối thiểu mà chúng ta hay viết tắt là MCD đấy, thì là nó chiếm 70% ở các trẻ em mà hội chứng thận hư nguyên phát, và nó cái tỷ lệ này có thể giảm dần theo tuổi. Người ta nói rằng là có ít tiến triển suy thận và cái hồng cầu niệu thường không có, đáp ứng tốt với corticoid. Về hiển vi quang học thì cái cầu thận nó khá bình thường. Trên miễn dịch hình quang thì không lắng động phức hợp miễn dịch, và hiển vi điện tử thì có các tế bào biểu mô của podocyte đã bị mất lồi. Thế thì về lý thuyết nó là như vậy. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng, đôi khi các anh chị vẫn gặp những cái bệnh nhân mà được chẩn đoán, kể cả sinh thiết thận rồi được chẩn đoán là bệnh thay đổi tối thiểu, tuy nhiên là cái đáp ứng nó rất là kém. Vậy thì có những vấn đề gì xảy ra? Vậy thì
chúng ta phải xem lại về cái mặt giải phẫu bệnh. Đôi khi là chúng ta không làm được hết các cái giải phẫu bệnh mà chúng ta yêu cầu, ví dụ như là miễn dịch hình quang, ví dụ như là hiển vi điện tử. Nếu như mà những trường hợp như thế này, đôi khi là người ta sẽ phải sinh thiết thận và người ta làm dưới kính hiển vi điện tử, thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Và đa phần những cái trường hợp mà đầu tiên chúng ta chẩn đoán là MCD đấy và lại không đáp ứng thuốc hay là tái phát đi lại rất nhiều lần như vậy, thì thường thường những cái trường hợp ý khi người ta làm lại nó là tổn thương cầu thận sơ hóa mảnh ổ chứ không phải là tối thiểu nữa. Ở đây là tổn thương tối thiểu thì chúng ta thấy là mất các cái chân lồi, chỗ này có tế bào chân lồi, chỗ này có nhưng mà chỗ này lại không có, đúng không ạ? Rất nhiều chỗ không có đấy, nhiều chỗ này cũng không có đấy, thì cái cầu thận nó vẫn rất là đẹp đẽ như chúng ta đang nhìn. Thứ hai, cái thể mà cũng hay gặp là sơ hóa cầu thận của cục bộ thì hay gặp ở người lớn và thường có cái hồng cầu niệu kèm theo và tiến triển dẫn tới suy thận. Đáp ứng corticoid thì kém. Với cái tổn thương quang học thì chúng ta thấy sơ hóa từ ổ dưới 50% tổng số cầu thận trong các mảnh sinh thiết. Và mỗi cầu thận thì chỉ tổn thương sơ hóa một phần và diện tích tổn thương dưới 50% cầu thận. Với miễn dịch hình quang thì chúng ta sẽ thấy lắng động C3 và các IgM tại vị trí sơ hóa. Hiển vi điện tử thì các cái podocyte cũng mất chân lồi lan tỏa và bong khỏi màng đáy. Chúng ta đây là cái hình ảnh của một cái tổn thương sơ hóa ổ cục bộ. Chúng ta thấy rằng là các cầu thận thì có cái ổ, ổ tổn thương. Đây là những cái ổ tổn thương. Đây lại là một cái ổ tổn thương, đúng không ạ? Còn cái chỗ cầu thận này thì lại hoàn toàn bình thường. Chỗ cầu thận này hoàn toàn bình thường, người ta gọi là sơ hóa ổ mạch. Tiếp theo là hội chứng thận hư do bị viêm cổ thận màng, cũng rất hay gặp, thì hay gặp ở người lớn và có pô tin niệu dai dẳng, có thể có ít hồng cầu niệu. Người ta nói rằng là khoảng từ 30 đến 50% là bệnh nhân có thể tự khỏi mà không điều trị gì. Tuy nhiên là đáp ứng rất là kém và 1/3 trong số đó thì có thể tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối. Với cái tổn thương cổ thận màng. Với kính hiển vi quang học thì có dày màng đáy của cầu thận lan tỏa và không sinh tế bào, không tăng sinh tế bào. Miễn dịch hình quang thì lắng động C3 và IgG dạng hạt dưới biểu mô. Và hiển vi điện tử thì có lắng động điện tử dưới biểu mô. Đây là tổn thương cầu thận màng thì chúng ta thấy là đây là cái màng đáy và nó dày lên, dày hai bờ, người ta có thể gọi là cái màng đáy này có hai bờ, đúng không ạ? Rất là dày. Đấy. Đấy, đây là miễn dịch hình quang, nhuộm miễn dịch hình quang đó ạ. Đấy, các cái khoai mau mạch của cầu thận nó dày hết cả lên. Đấy, cầu thận màng tăng sinh thì ngoài tổn thương màng thì nó sẽ có tăng sinh các cái tế bào, tăng sinh tất cả các tế bào. Ngoài cái tổn thương màng thì trong cái vùng gian mạch, trong vùng cầu thận này sẽ tổn thương và lắng động rất nhiều các tế bào bạch cầu. Có thể là bạch cầu lympho, đúng không ạ? Hoặc là bạch cầu đa nhân, tùy theo. Cái cầu thận màng tăng sinh thì rất là đáp ứng kém với điều trị và bao giờ chúng ta cũng phải loại trừ các nguyên nhân thứ phát. Về hiển vi quang học thì chúng ta thấy dày màng đáy của cầu thận, tăng sinh chất nền và các tế bào gian mạch. Miễn dịch hình quang thì lắng động C3 dưới nội mô, dưới dạng gò hoặc là đường thẳng. Và kính hiển vi điện tử thì lắng động lắng động cái điện tử của vùng gian mạch và màng đáy, tức là khi mà chúng ta đưa dưới kính hiển vi điện tử thì nó rất là rõ ràng, rất rõ ràng những cái lắng động ở cái vùng màng đáy như thế này và cái trong các cái tổ chức của quai mau mạch của cầu thận ở phía trong này, hay là cái vùng gian mạch ở giữa cầu thận. Đây là cái tổn thương cầu thận màng tăng sinh thì chúng ta thấy rằng là dày của cái màng đáy lên, đúng không ạ? Cái màng đáy nó rất là dày lên như thế này và tăng sinh rất là nhiều các tế bào. Chúng ta thấy đây là các tế bào đây. Xanh xanh đen đen đây là dày, rất là chi chít nhiều tế bào. Đó gọi là màng tăng sinh. Một cái tổn thương nữa là cầu thận hình liềm thì tổn thương này nó rất là nặng. Đấy. Thì có xuất hiện pô tin niệu, hồng cầu niệu nhiều và dai dẳng.
rất là nhanh tiến triển đến cái suy thận giai đoạn cuối. Với kính hiển vi quang học thì có lấp đầy các tế bào trong khoang bao man tạo hình liềm. Cái hình liềm này có thể là do cái biểu mô lá thành tăng sinh hoặc là do các bạch cầu xâm nhập tạo nên. Và có cái bó mong mạch bị chèn ép. Về miễn dịch hình quang thì không có lắng đọng bổ thể. Còn hiển vi điện tử thì màng đáy và màng bao man gấp khúc và đứt đoạn. Đấy, đây là cái tổn thương cầu thận hình liềm mà chúng ta thấy là tăng sinh rất là nhiều các cái tế bào. Đây là cái cầu thận mà đã, chúng ta không còn nhìn thấy hình dạng bình thường nữa. Không còn nhìn thấy hình dạng bình thường nữa. Đấy. Và người ta có thể thấy một số cái tổn thương hình liềm ở phía trong các tế bào. Và ngoài ra là những cái tổ chức khác của cầu thận, vùng ống và kẽ thận tăng sinh rất là nhiều các tế bào. Rất nhiều tế bào xanh xanh như thế này. Đấy. Thế thì để tiến hành cái bước chẩn đoán tiến hành hội chứng thận hư thì chúng ta thấy là một là chúng ta chẩn đoán xác định dựa theo các tiêu chuẩn. Thứ hai là chúng ta đánh giá các nguyên nhân thường gặp. Nếu mà tổn thương tổng phân tích nước tiểu có hồng cầu hoặc trụ niệu hoặc trụ cầu thì có thể gợi ý cái tổn thương cầu thận. Các cái tế bào máu ngoại vi và các cái xét nghiệm đông máu nếu có bất thường thì chúng ta có gợi ý rối loạn đông máu, gợi ý cái cô đặc máu. Với chức năng thận và điện giải đồ có tăng creatinine thì chứng tỏ là nó có suy thận cấp và giảm chức năng thận. Các xét nghiệm men gan này cần đánh giá và chúng ta có thể là gợi ý cái viêm gan tiến triển hay là những cái viêm gan BC chúng ta cần làm để đánh giá. Bị thử đường máu và HB1C nghi ngờ khi có bệnh nhân có đái tháo đường. Và cái bước thứ ba là sẽ đánh giá cái tình trạng bệnh lý. Tập trung các cái xét nghiệm chẩn đoán xác định dựa vào cái từ hỏi và khám bệnh và những cái xét nghiệm mà chúng ta nghi ngờ. Ngoài những xét nghiệm về đường máu HB1C thì chúng ta sẽ đánh giá những cái xét nghiệm mà chúng ta nghi ngờ những cái bệnh hệ thống hoặc là những cái bệnh phối hợp khác gây ra hội chứng thận hư thứ phát như kháng thể khẩn nhân, kháng DNA, C3C4. Chúng ta chụp X quang tim phổi, siêu âm tim, siêu âm bụng, siêu âm thận hoặc là các cái virus nếu mà chúng ta nghĩ từ có viêm gan. Bước 4 là chúng ta đánh giá các biến chứng nếu và chúng ta cần siêu âm thận nếu có mức độ của thận bị giảm hay là chụp các cắt lớp bồng ngực, động mạch phổi, đánh giá tưới máu phổi nếu như có nghi ngờ nhồi máu và siêu âm các cái đốt le chi dưới nếu chúng ta có nghi ngờ huyết khối thắc mạch. Bước 5 thì chúng ta sẽ xem xét cái phần sinh thiết thận. Để cái sinh thiết thận thì nó rất là tốt và đầu tiên là giúp chúng ta chẩn đoán được cái thể giải phẫu bệnh. Thứ hai là giúp xác định được cái phương hướng điều trị và cái tiên lượng về lâu dài. Đấy. Đây là cái ưu thế của cái sinh thiết thận. Với chúng tôi thì chúng tôi với tất cả các trường hợp hội chứng thận hư thì đều có chỉ định sinh thiết hết. Có điều là chúng ta sẽ tiến hành trong cái thời điểm nào và chống chỉ định nếu có. Tôi xin phép đi về cái phần điều trị của hội chứng thận hư. Thế thì nếu mà hội chứng thận hư thứ phát thì chúng ta cần phải loại bỏ và điều trị nguyên nhân gây hội chứng thận hư, ví dụ như là đái đường chẳng hạn, thì sẽ có những cái điều trị riêng. Rồi là những cái bệnh hệ thống điều trị riêng, viêm gan BC chúng ta phải điều trị đặc hiệu của viêm gan BC, đúng không? Nhiễm bột cũng phải điều trị, rồi là những cái nguyên nhân thứ phát khác như là sốt rét, như là giang mai vân vân thì chúng ta phải điều trị những bệnh nguyên thì cái hội chứng thận hư này nó mới ổn được. Về điều trị biến chứng thì chúng ta sẽ phải điều trị biến chứng của hội chứng thận hư và biến chứng cho cái việc chúng ta dùng thuốc điều trị. Tiếp theo là đi cái phần hội chứng thận hư nguyên phát. Đấy là một cái hội chứng mà chúng ta rất là hay gặp, đúng không ạ? Khi các bạn đi khám lâm sàng hay là khám ngoài phòng khám hay vân vân hay bệnh phòng thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều các cái bệnh nhân như thế này. Thì chúng ta điều trị như thế nào? Trước hết chúng ta phải điều trị giảm phù và chúng ta phải hiểu rằng cái cơ chế nó là mất protein, mất albumin qua nước tiểu, chúng ta lại phải bù cái protein albumin trước khi là nghĩ tới dùng các biện pháp khác. Thì chúng ta có thể bù plasma, rồi albumin, rồi dung dịch cao phân tử.
thì chúng ta sẽ tăng protein trong thức ăn cho bệnh nhân là khoảng 1 đến 1,2 gram cân nặng một ngày, cộng với lượng đạm mất qua nước tiểu. Và nếu có suy thận thì ăn giảm bớt đạm 0,6 đến 0,8. Tuy nhiên là chúng ta phải xác định cái này là suy thận cấp. Nếu bệnh nhân có suy thận cấp do hội chứng thận hư. Và suy thận cấp này thì chắc chắn là do giảm thể tích tuần hoàn, thì chúng ta lại phải cho bệnh nhân ăn cái lượng đạm không thấp quá, đúng không ạ? Đấy. Để phải bù lại cái protein cho bệnh nhân, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cơ chế chính là mất mất protein albumin mà, đúng không ạ? Còn những bệnh nhân mà đã có những suy thận dai dẳng lâu dài kéo dài rồi thì chúng ta sẽ giảm giảm đạm cho người bệnh. À, người ta cũng khuyến cáo rằng là nếu mấy cái lượng protein ăn quá nhiều thì người bệnh sẽ ở trong cái tình trạng mà dễ bị sơ hóa thận nó nhanh hơn. Đúng không? Thì chúng ta phải có cái sự tiết chế về cái lượng protein ở trong thức ăn cho người bệnh. Và trong cái khi mà chúng ta giảm phù, nếu chúng ta bù đủ cái albumin cho người ta rồi mà bệnh nhân có phù nhiều và có nguy cơ là tràn dịch các màng, nguy cơ là gây những cái biến chứng thứ phát của cái thừa dịch này như là tăng huyết áp hay là những cái tràn dịch đa màng mà gây ra những cái khó thở cho người bệnh vì tràn dịch màng phổi, màng tim, phù quá nhiều vân vân, thì chúng ta có thể điều trị lợi tiểu phối hợp và người ta sẽ ưu tiên sử dụng các cái kháng aldosterone đấy, và phối hợp giữa loại tiểu tiểu quay và các spironolactone, phối hợp giữa furosemide với spironolactone. Tại sao nên phối hợp? Bởi vì là nó sẽ nếu chúng ta sử dụng một loại spironolactone mà bệnh nhân có đáp ứng thì chúng ta chỉ dùng cái nên dùng loại đó để làm sao để đỡ bị mất cái kali là mỡ đất, đỡ đỡ rối loạn điện giải cho người bệnh. Còn nếu không đáp ứng thì chúng ta có thể phối hợp với furosemide. Đấy. Một điều nữa là chúng ta nên hạn chế muối và nước khi bệnh nhân có phù nhiều. Ăn giảm muối và hạn chế nước. Nếu như bệnh nhân có phù nhiều mà tiểu ít thì trước mắt chúng ta phải hạn chế muối và nước cho người bệnh. Các corticoid bệnh nhân có thể dùng. Đấy là các cái nhóm mà chúng ta hay dùng như là prednisolone, prednisone và methylprednisolone. Và ngoài corticoid ra thì chúng ta có hay sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch như là cyclophosphamide, chloramucil, azathioprine, cyclosporine, mycophenolate mofetil và Pogap hay là tacrolimus. Đây là những cái thuốc mà hay 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 sử dụng ở những bệnh nhân hội chứng thận hư tùy theo từng giai đoạn. Tí nữa tôi sẽ nói đến cái điều trị corticoid. Thế còn những cái điều trị khác như là chúng ta dự phòng huyết khối ở những cái trường hợp mà albumin máu dưới 20 gram trên lít, chúng ta có thể sử dụng Lovenox, Heparin, Aspirin, sử dụng cái ức chế men chuyển, ức chế chạy thụ thể AT1. Người ta thấy rằng là có thể giảm được nguy cơ huyết khối tĩnh mạch. Tuy nhiên là cái việc này thì cũng chưa được xác nhận, nhưng người ta đưa ra những cái giả thuyết là có thể sử dụng cái thuốc này trong cái trường hợp mà phối hợp để giảm nguy cơ huyết khối và nó có thể làm hạn chế cái giảm thoát ra protein. Tuy nhiên là cái mức độ lợi ích với các kết quả cụ thể chữa bệnh nhân suy thận hoặc là cải thiện ở phù nề hay là hạn chế giai đoạn lọc máu vân vân thì chưa được chứng minh rõ ràng. Thế thì điều trị corticoid thì chúng ta sẽ có tấn công, củng cố và duy trì. Và đây là chúng ta sẽ tính liều theo cái prednisolone. Chúng ta cần phải theo dõi các tác dụng phụ và biến chứng của corticoid. Đây là những cái thể mà lâm sàng dựa trên cái điều trị. Thứ nhất là cái thể là có thể đáp ứng hoàn toàn. Thứ hai là nó uống một phần, rồi người ta sẽ chia ra những thể phụ thuộc corticoid, thể kháng corticoid, hội chứng thận hư tái phát và tái phát thường xuyên. Thì cái gì nó cũng có cái tiêu chuẩn. Đây là một cái chúng ta sẽ áp dụng theo các nơi thôi ạ.
Vâng, tôi đưa ra một cái bảng và ví dụ như là hội chứng thận hư thể đáp ứng hoàn toàn thì protein niệu dưới 0,2 gram trên 24 giờ với albumin máu trên 35 gram trên lít thì đáp ứng một phần, thì protein niệu vẫn còn trên 0,2 gram. Thể phụ thuộc corticoid thì người ta gọi là có hai đợt tái phát trong thời gian vẫn dùng thuốc hoặc trong vòng 14 ngày sau khi ngừng hoàn toàn corticoid. Thể hội chứng thận hư tái phát là xuất hiện protein niệu trên 3,5 gram 24 giờ sau khi bệnh nhân đã đáp ứng hoàn toàn và đã uống hoàn toàn rồi và đã duy trì điều duy trì được trên một tháng. Hội chứng thận hư tái phát thường xuyên thì có hai lần tái phát trong vòng 6 tháng. Hội chứng thận hư kháng corticoid thì là protein niệu vẫn tồn tại ở mức hội chứng thận hư mặc dù chúng ta đã dùng cái liều prednisone hoặc là prednisolone là 1mg trên cân nặng trên 24 giờ trong 4 tháng. Trong những cái thể mà đáp ứng kém với corticoid hoặc là kháng corticoid thì chúng ta có thể dùng phối hợp một trong các loại thuốc ức chế miễn dịch như sau. Chúng ta có thể dùng cyclophosphamide, đúng không ạ? Nếu mà loại viên ấy, thì chúng ta có thể dùng viên, nhưng hiện nay thì chúng ta không có cái loại viên này một cách chính thống ở bán ở các cái các nơi mà chủ yếu là trôi nổi, hàng trôi nổi, nó không yên tâm lắm. Chúng ta dùng từ 2 đến 2,5 mg trên gram cân nặng trong vòng 1 đến 2 tháng. Nếu protein niệu âm tính thì chúng ta dùng trong 1 đến 2 tháng nữa. Đấy. Trong những trường hợp nặng bắt đầu kém với corticoid và chúng ta sinh thiết ra nó có những cái thể là tổn thương châu áo cục bộ, cầu thận màng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cyclophosphamide liều truyền tĩnh mạch cứ một tháng một lần trong vòng 6 tháng, hoặc là có thể dùng 500mg một lần mỗi 2 tuần trong 3 tháng được coi như là tương đương, hay là clorambucil thì đây về mặt lý thuyết là chúng ta vẫn dùng 4 đến 8mg trong một ngày trong 3 đến 6 tuần. Tuy nhiên clorambucil thì hiện tại chúng ta cũng không sử dụng cái thuốc này nhiều. Cyclosporin A, đây là một cái thuốc chế miễn dịch thì chúng ta dùng từ liều từ 2 đến 3mg cân nặng một ngày. Tuy nhiên là cái cyclosporin A này chúng ta dùng thì chúng ta phải theo dõi những cái tác dụng phụ và định lượng cái nồng độ. Định lượng nồng độ, bởi vì là cái này nó thuốc theo nồng độ, nếu mà chúng ta dùng quá nhiều và cái nồng độ nó quá cao nó sẽ gây suy thận cho bệnh nhân. Mycophenolatin là cái thuốc cũng là một cái thuốc chế miễn dịch mạnh dùng trong thải ghép. Người ta khuyến cáo là dùng từ 0,5 đến 1,5 gram trên 24 giờ. Rồi là tacrolimus cũng vậy, nó cũng là ức chế calcineurin và có thể dùng tối đa là 20mg một ngày trong vòng từ 12 tuần đến 16 tuần. Thế thì chúng ta, tất cả những thuốc chế miễn dịch này nó rất là mạnh và bắt buộc chúng ta phải có theo dõi những cái tác dụng phụ. Đấy, và thăm dò cái liều cho người bệnh. Một cái phác đồ nữa, người ta có thể khuyến cáo cho những trường hợp mà không đáp ứng hoặc là đề kháng hay là đáp ứng kém có thể ít là liều corticoid liều cao, tức là methylprednisolone, thì chúng ta có thể sử dụng cái liều 500 đến 1000mg một ngày trong 3 ngày và sau đó thì lại sử dụng cái liều uống là 0,4 đến 0,5mg cân nặng ngày trên 24 giờ. Đó. Thì thông thường là người Việt Nam chúng ta thì cũng chỉ có thể chịu đựng được liều 500mg thôi. Đấy, 1000mg là với những cái bệnh nhân mà rất là cân nặng, rất là nặng. Tức là người ta nói rằng là tối đa có thể dùng tới 25mg trên gram cân nặng, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta cũng phải theo dõi, và bởi vì cái dùng liều cao nó cũng rất là nhiều các cái tác dụng phụ của biến chứng. Thì đây là những cái tác dụng phụ của corticoid thì chúng ta nắm được rồi, theo trên cơ xương thì rõ rồi, hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Tim mạch, nội tiết chuyển hóa, thần kinh, mắt, tế bào sơ cơ, đúng không ạ? Làm chậm đáp ứng, chậm lớn sẹo, đặc biệt là gây giảm năng miễn dịch là rất là dễ nhiễm trùng, những vi khuẩn. Chúng ta thấy rằng là những bệnh nhân dùng corticoid rất là dễ viêm phổi, rất là dễ nhiễm trùng tiết niệu và đặc biệt là lao.
lao chúng ta có thể hay gặp. Đặc biệt là một cái hội chứng nữa là sau sau dừng thuốc thì có thể suy thận thượng thận cấp hoặc là suy thận thượng thận muộn. À, biến chứng của cyclophosphamide thì chúng ta phải rất lưu ý, nó gây là giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu và nó có thể gây ra đái máu, xuất huyết, làm tiểu xuất huyết rất là nặng. Thì chúng ta phải lưu ý cái tác dụng phụ gây ra viêm bàng quang, xuất huyết và phải ngừng thuốc hay là giảm liều. Chỗ này là 10 mũ 9, tôi không đánh được số 9 lên. 3, nếu bạch cầu giảm dưới 3 nhân 10 mũ 9 đó, thì chúng ta phải dừng, chứ không phải 1 lên 9 á. Thì tôi giới thiệu đây là một số các phác đồ mà điều trị hội chứng thận nguyên phát theo các thể tổn thương. Thứ nhất là cái thể tổn thương tối tiểu thì người ta thấy rằng là chiếm từ 10 đến 15% các trường hợp, và khuyến cáo của cái CADIGO 2012 và đến cái CADIGO 2020 thì nó cũng vẫn như vậy. Tức là điều trị bằng cái prednisone hoặc prednisolone là liều 1mg cân nặng một ngày, tối đa là 80mg một ngày. Tức là tối đa 80mg một ngày hoặc là 20mg kg cân nặng một ngày cách nhật trong vòng 4 tuần. Tối đa lại là 16 tuần nếu đáp ứng không hoàn toàn. Và nếu đáp ứng tốt thì chúng ta giảm liều và duy trì trong vòng 6 tháng. Nếu đáp ứng kém hoặc chống chỉ định corticoid thì sử dụng cyclophosphamide hoặc là cyclosporine đường uống. Đấy. Trong trường hợp khác, nếu có tái phát thì chúng ta lại sử dụng lại cái corticoid hoặc phối hợp với ức chế miễn dịch như cyclophosphamide hoặc cyclosporine. Trong trường hợp tổn thương cầu thận mảnh ổ thì cũng như vậy, cũng corticoid như vậy và tối đa 16 tuần. Nếu đáp ứng tốt thì giảm liều và duy trì trong 6 tháng. Nếu có kháng hoặc là chống chỉ định corticoid thì sử dụng cyclosporina hoặc là mycophenolate amoxicillin hay là celecept. Có thể liều cao đến 2 gram và trong vòng từ 1 đến 2 năm. Cái việc điều trị dexamethasone liều cao thì đây là chỉ là một số các nghiên cứu. Người ta có đưa vào cái guideline của CADIGO. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta rất ít sử dụng. Và kể cả nước ngoài thì cái việc dùng dexamethasone liều cao người ta cũng không phải sử dụng nhiều lắm. Tuy nhiên là cái tiên lượng xấu nếu cô tiên liệu dai dẳng trên 41 gram trên 24 giờ. Và đặc biệt là cái thể sơ hóa cầu thận mảnh ổ này nó rất dễ tái phát ở trên những bệnh nhân mà đã ghép thận rồi. Thứ ba là cái tổn thương cầu thận màng. Đây là những hình ảnh về trên kính hiển vi điện tử và quang học hay là hóa môn dịch dày lan tỏa, đúng không ạ? Phải nhắc lại cho các bạn tí thôi. Chủ yếu là dày lan tỏa của màng đáy cầu thận. Đấy, và lắng động các IgG3, IgGC3 và IgA, IgM1Q. Đây là kính hiển vi điện tử, chúng ta thấy là cái cầu thận màng đáy cầu thận nó dày, rất là dày lên như thế này. Như vậy là với kính hiển vi điện tử nó rất là rõ thì ở chúng ta thì cả Việt Nam có hai kính hiển vi điện tử, một cái ở bệnh viện Đức, một cái thì như trong bệnh viện Chợ Rẫy thì phải. Và đây là một cái phác đồ chúng tôi cũng muốn đưa ra là cho những bệnh nhân có tổn thương cầu thận màng mới nhất của cái 2021. Chúng ta thấy rằng là nếu mà đã có tổn thương cầu thận màng mà chúng ta có cái mức độ cầu thận bình thường mà protein niệu cũng có thể là dưới 30 gram. Chúng ta điều trị ở mức mà protein niệu dưới 3,5 gram và albumin trên 3, thì đây là tổn thương cầu thận màng chung mà không có hội chứng thận hư thì chúng ta sẽ chờ đợi, đúng không ạ? Nếu như mà có nguy cơ rất là cao đe dọa đến tính mạng và có hội chứng thận hư, suy giảm chức năng thận nhanh chóng hoặc những cái suy giảm chức năng thận không giải thích được thì chúng ta sẽ điều trị cyclophosphamide. Chúng ta sẽ đánh giá các nguy cơ, nếu nguy cơ trung bình với mức chức năng thận bình thường, protein niệu trên 4 gram và cái chức năng cái protein niệu nó không giảm được trên 50% trong vòng 6 tháng thì người ta sẽ có thể là điều trị bằng cái rituximab hoặc là cyclosporine.
Rituximab nó cũng là một cái thuốc chế miễn dịch rất là mạnh và điều trị chống thể ghép hay là điều trị ở trong những cái trường hợp mà ung thư máu rất hay gặp. Nguy cơ cao với mức lọc cầu thận dưới 60ml trên 1 phút, botulinum trên 8g, kéo dài trên 6 tháng. Hồng cầu albumin niệu rất là nhiều và hồng cầu niệu rất là nhiều. Thì người ta khuyến cáo là sử dụng rituximab hoặc cyclosporfamid hoặc là phối hợp với cyclosporin với rituximab. Đấy. Rituximab là những cái thuốc chế miễn dịch rất là mạnh và chúng tôi hiện nay thì chúng tôi đang điều trị chống thải ghép thể dịch cho những bệnh nhân ghép tạng. Cho những bệnh nhân ghép tạng thì nó cũng có những tác dụng tốt, tuy nhiên nó cũng có tác dụng phụ và chúng ta rất là cần lưu ý. Đây cái phác đồ mà tôi có thể giới thiệu và trên thế giới người ta đã thực hiện và người ta đưa ra cái phác đồ như vậy rồi, chúng ta có thể áp dụng theo. Với cái tổn thương cầu thận màng tăng sinh thì từ 5-10% là vô căn và diễn biến là rất khó điều trị và thông thường là bao giờ người ta cũng điều trị phối hợp corticoid với cyclosporin hoặc là mycophenolate mofetine ít nhất là 6 tháng. Ở đây là cái hình ảnh của kính hiển vi quang học và miễn dịch hình quang và chúng ta thấy rằng là các cái tăng sinh lan tỏa của các tế bào trung mô và tế bào nội mao mạch tạo nên các cái tiểu thùy nhỏ nhỏ như thế kia và thâm nhập rất là nhiều các bạch cầu đa nhân. Dày màng đáy lan tỏa và tạo màng đáy của hai viền thì rất là rõ. Những cái cầu thận màng tăng sinh rất khó điều trị. Thế thì và ở đây người ta cũng có một cái nghiên cứu nhỏ nhỏ, người ta so sánh giữa điều trị bằng cyclosporin và mycophenolate mofetine ở những cái bệnh nhân mà hội chứng thận hư tái phát thì người ta lại thấy là có tới 85% bệnh nhân không tái phát ở nhóm cyclosporin với so với 64% ở nhóm dùng mycophenolate acid. Như vậy là có vẻ dường như là cyclosporin thì có hiệu quả hơn. Tuy nhiên là một số trường hợp, kể cả ở chỗ chúng tôi cũng vậy, thì đáp ứng nó rất là kém và kể cả cyclosporin cũng không đáp ứng, hoặc ở thời điểm khi chúng ta thấy là bệnh nhân có xuất hiện suy thận rồi thì cái việc dùng sai cyclosporin nó rất hạn chế, bởi vì nếu chúng ta dùng không đúng nó sẽ làm suy thận rất là nhanh. Nếu các anh chị không định lượng được nồng độ và dùng quá liều thì nó tổn thương ống kẽ thận và rất khó hồi phục. Thì những trường hợp ấy chúng ta phải thay thế bằng mycophenolate mofetine hoặc là các cái thuốc khác. À đây ạ. Và tôi cũng giới thiệu với các anh chị cũng là một cái phác đồ khá cụ thể. Đấy. Đây là cái phương pháp mà trị liệu tiếp cận trị liệu cơ bản là một cái hội chứng thận hư với cái botulinum trên 3.5g trên 24 giờ. Đấy. Hoặc là những trường hợp mà albumin niệu dưới 3g thì người ta cũng đề xuất là chúng ta phải điều chỉnh cái huyết áp. Đó. Sau đó thì chúng ta sử dụng chế men chuyển chạy cụ thể AT1. Nếu bệnh nhân không có hội chứng thận hư thì chúng ta vẫn duy trì tiếp các thuốc này. Còn nếu bệnh nhân có hội chứng thận hư đấy, thì chúng ta sử dụng corticoid. Đây là nếu là trẻ em thì thôi chúng ta sẽ không nhấn mạnh về cái mặt trẻ em, nhưng mà chúng ta là người lớn chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ chia ra là cái thể này là thể nhạy cảm với steroid chẳng hạn. Thì mà đáp ứng với corticoid chẳng hạn thì chúng ta sẽ giảm liều corticoid dần dần. Đúng không ạ? Đấy. Thế còn nếu như hội chứng thận hư mà thận hư tái phát thường xuyên thì chúng ta sử dụng sang cyclophosphamide hoặc là cyclosporin. Thế còn đây là hội chứng mà không đáp ứng thì người ta gọi là kháng corticoid thì sử dụng cyclosporin hoặc là mycophenolate hoặc là rituximab, đúng không ạ? Đấy, thì tôi cứ nói cái dòng của người lớn thôi, tôi không nói cái dòng của trẻ em. Đây là cái bước mà tiếp cận rất là cơ bản của điều trị của chứng thận hư. Thế thì về mặt tiên lượng
chúng ta thấy là cái lượng hồi chứng hư nó phụ thuộc vào rất là nhiều vào yếu tố nguyên nhân gây bệnh, mô bệnh học và yếu tố lâm sàng. Đấy. Và cái điều trị là phối hợp corticoid với ức chế miễn dịch khác hoặc là các thuốc chế men chuyển chế cụ thể với tỷ lệ thuyên giảm là 76% và trong khoảng 12% bệnh nhân vẫn cần phải có chạy thận nhân tạo, tức là chuyển sang các tổn thương thận cấp hoặc là cái suy thận mạn tính. Với bệnh thận màng vô căn thì tổn thương cầu thận màng ấy thì phổ biến là ở hội chứng thận hư nguyên phát người lớn, 1/3 là lành tính với tỷ lệ thuyên giảm cao, 1/3 có protein niệu và phù liên tục mà duy trì được chức năng thận bình thường, còn 1/3 thì lại tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối trong vòng 10 năm. Với sơ hóa ổ cục bộ thì tiên lượng kém hơn, 50% bệnh nhân tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối trong vòng 5 đến 10 năm. Và những bệnh nhân có protein niệu rất là nhiều thì phát triển cái bệnh thận giai đoạn cuối trong vòng từ 2 đến 3 năm là rất là nhanh. Thì như vậy là cái phần bài về hội chứng thận hư của chúng tôi thì tôi sẽ trình bày đến đây. Và chúng ta sẽ nghỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút nhé. Thì khoảng 3:20 hoặc 25, 3:25 thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài thứ hai là bệnh thận mạn. Các bạn có nghe rõ không nhỉ? Dạ vâng ạ.